Chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận 100 đô trên một website của về ngành thương mại điện tử nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn chưa có tài khoản, click cái phần link mô tả của mình, nó ra một cái giao diện như gì. Các bạn đăng ký một cái tên nha các bạn, một cái tên đăng nhập, email, rồi số điện thoại, rồi chọn quốc gia Việt Nam, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. Cái này quá dễ nha các bạn, các bạn tự làm nha, vì mình không mất thời gian, mình cắt bỏ khúc này. Các bạn lướt xuống chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Đâu ta quá trời nhiều nước rồi. Sớm mình làm một cái video về vì cái máy của mình nó bị khai dụng rồi, mình mất đăng sức ra mình làm lại, mình tạo hai ba cái tài khoản nữa, mình biết mình có rút tiền được không nữa. Mình hướng dẫn cho các bạn. Thôi dù sao được không được thì thôi đi, mình cũng làm hướng dẫn cho các bạn. Cái nào ngon là mình hướng dẫn các bạn hết. Rồi mật khẩu nha các bạn. Vô mật khẩu các bạn ghi đại mật khẩu gì đi, thanh đi, 4 số 1 2 3 thanh đi, 1 2 3 4 số 1 a cộng chấm com. Rồi xuống đây cũng xác nhận mật khẩu luôn, thanh 1 2 3 4 a cộng chấm com. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh mình nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn luôn. Tài tên đăng nhập, định dạng người dùng không lệ David Simba. David Simba 1900. Đăng ký. Định dạng tên người dùng không vậy. Này yêu cầu gì ta? Tên đăng nhập, các bạn ghi tên đăng nhập dễ nhớ nha các bạn. Các bạn tên đăng nhập viết chữ thường không có chữ qua nha các bạn. Rồi các bạn muốn đăng ký rồi, các bạn vào mail xác nhận nha các bạn. Các bạn nhớ cái tên đăng nhập viết chữ thường không có chữ qua nha các bạn. Đăng ký rồi hồi nãy mình lộn. Năm 2019 này những kèo iRush ngon không các bạn ơi? Các bạn cứ chiến đi, kiếm theo cào chim công, không phải thì mình ăn Tết hoành tráng, không phải thì như mình lướt Facebook bỏ vậy đó. Rồi các bạn nó gửi về một cái mail này các bạn. Các bạn vào mail mà xác nhận mail các bạn. Kèo này là chắc ăn lắm nha các bạn. Đăng ký nhận được 100 đô. Rồi mình mà 100 đô đó mình không có rút về liền được các bạn. Nó cho mình đầu tư, mình nhận lãi hàng ngày đủ 200 đô mình rút nữa các bạn. Rồi mình đăng nhập vô nha các bạn. Tết bà tên nãy mình lên Thu Quỳnh cho lộn. Tên đăng nhập là Thu Quỳnh nữa. Thu Quỳnh bắt buộc là hồi nãy bắt buộc là Thanh không ta? Thanh 41 2 3 4 a cộng chấm cơm. Rồi các bạn bấm nút nhớ tôi nha, đăng nhập nha các bạn. Cardbank pro.net. Một website này là một website của công nghệ điện tử thôi các bạn ơi, chứ không có chân. Rồi các bạn lưu mật khẩu đi. Rồi sau khi các bạn vào như vậy các bạn vào một xác minh hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn làm theo từng mục nữa các bạn. Các bạn ép cái mặt lên trước của mình lên, rồi các bạn xác minh hồ sơ nè. Này có KYC không ta, nên coi. Không các bạn ơi. Rồi cái này không có KYC. Thôi vì mình cắt cái phút này đi, mình hoàn thành cái hồ sơ của mình cái các bạn. Rồi các bạn click vào ba dấu gạch bên đây nè các bạn, cái chỗ phần người quậy màu đỏ nữa, các bạn click vào. Các bạn vào một từ cái nâng cấp thành viên trang chủ, một vô trang chủ rồi mình có nhận được 100 đô chưa các bạn. Rất lâu quá ta.
Ok các bạn muốn kiểm tra cái số tiền mình, các bạn list vào ba số gạch nha các bạn. Các bạn list vào cái phần ví tiền nữa ta. Cái phần tiền gỡ này các bạn list vào nha các bạn. Nó kêu mình làm thông tin thì mất thời gian quá trần. Tiền gỡ. Các bạn ơi, các bạn điền thông tin xong mới nhận được 100 đô các bạn ơi. Đây mình điền thông tin chút xíu nha các bạn, đây mình cắt bỏ nha các bạn. Rồi nha các bạn, đầu tiên thì các bạn lưu cái mật khẩu giao dịch của mình lại thì các bạn nhận được 100 USD nha các bạn. Các bạn 100 USD này mình chưa rút tiền liền đâu các bạn ơi, nó trả lãi gì cho mình hàng ngày nha các bạn. Và hàng ngày nó trả gì cho mình là không phết. 0.005 USD, số tiền này mình rút về được nha các bạn. Mình mới rút về được. Rồi các bạn muốn chia sẻ cho bạn bè, các bạn copy cái đường link này nè các bạn. Các bạn chia sẻ cho bạn bè, mỗi mỗi một người bạn giới thiệu đăng ký với đường link của bạn, bạn nhận được 10 đô nha các bạn. Tối thiểu các bạn được giới thiệu được có 100 người nha các bạn. Rồi các bạn click vào ba nhiêu gạch tiếp theo. Các bạn nào muốn đầu tiên đầu tư thì đầu tư vô, các bạn đầu tư đang ăn lãi hàng ngày lên cao nha các bạn. Các bạn đầu tư thì các bạn bấm nhấn nút tiền gỡ nè. Chừng nào có đủ tiền thì các bạn rút tiền các bạn. Phan đây mình rút về ví tiền mặt nè các bạn, rút về rút tiền nè, rồi rút về USD. Rút vào tổng tiền mặt, nhập số tiền xác nhận tiền đô la Mỹ. Thôi vậy video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền ha các bạn. Hoặc chuyển khoản nữa nè các bạn. Các bạn muốn rút những cái số tiền này mà các bạn rút về được, rút về tài khoản ngân hàng của mình được nha các bạn. Các bạn nhớ lưu cái mật khẩu hồi sớm nha các bạn. Mật khẩu giao dịch của bạn lưu nè. Nữa các bạn nhập số tiền các bạn gỡ đi, Phan rồi mình hướng dẫn các bạn ép cái thẻ vô. Tiền gỡ rút tiền. Các bạn gì đây là một cái trang thương mại điện tử, các bạn có thể mua sản phẩm và bán sản phẩm nha các bạn. Nào mua và bán nè. Trang chủ để mình tìm hiểu thêm. Video này mình cũng mới có lấy để mình tìm hiểu thêm, có gì mình cái video khác thông báo lên cho các bạn ha bạn. Cách rút tiền và cách kiếm tiền thật là nhiều trên một cái website thương mại điện tử này các bạn. Thì đầu tiên thì mình bữa nay thì mình hướng dẫn các bạn nhận 100 USD trước đi. Rồi cái chuyện rút tiền và cái chuyện ấy để sau. Chuyện rút tiền thì quá dễ. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Xin chúc các bạn nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền các bạn đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh Kiếm Tiền 8.0 của mình nữa các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha.